Có lẽ khoảnh khắc ở phút 59 tại Stade de France mùa giải 2021-2022 khi mà Vinicius Junior ghi bàn thắng quyết định kết quả của trận đấu vẫn là một điều gì đó khắc khoải với các cổ động viên Liverpool cho đến thời điểm hiện tại. Ở mùa giải đó, thầy trò Jurgen Klopp đã hội tụ đủ mọi yếu tố cần thiết của một nhà vô địch. Họ thăng hoa tại đấu trường quốc nội với điểm số chỉ kém hơn thầy trò Pep đúng một điểm. Còn tại Champions League, nếu màn trình diễn của Real Madrid được xem là giả dơ và khó đoán, thì màn trình diễn của Liverpool đơn giản là không thể ngăn cản. Thế nhưng cái DNA của nhà vua vẫn là một bức cản quá lớn ngăn cách tập thể tham vọng Liverpool hướng tới chiếc cúp tay voi danh giá. Có lẽ số phận đã mủi lòng với những cố gắng của thầy Jurgen Klopp. Và giờ đây, cũng chính tại đấu trường này, Liverpool đã đứng trước cơ hội để rửa hận với đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha tại trận đấu lượt đi vòng 1/8 sẽ khai màn ngay tại thánh địa Anfield, nơi mà Sir Alex Ferguson vẫn luôn cho rằng đi dễ khó về, ắt sẽ rất khó bởi sự cuồng nhiệt đến mức đáng sợ của nó. Có thể nói rằng khi mà lá thăm duyên nợ được Hamid Antitop gán ghép cho Liverpool và Real Madrid, người hâm mộ của hai đội bóng này đã bắt đầu mường tượng về một trận đấu kẻ còn người mất với nhau. Bởi lẽ món nợ mà họ gieo cho nhau đã trải qua cả một thập niên. Gần đây nhất là mùa giải trước, Real Madrid đã giành chiến thắng 1-0 trong trận chung kết nhờ bàn thắng duy nhất của Vinicius tại Stade de France. Có thể nói là một trận đấu mà những người đến từ vùng Merseyside có quyền tiếc nuối. Nói vậy là bởi trong ngày hôm ấy, Liverpool thi đấu cực kỳ máu lửa, tấn công như vũ bão, nhưng bàn thắng vẫn một cách nào đó cứ lảng tránh họ. Chớ trêu thầy, kết quả chung cuộc thì câu lạc bộ tấn công ít hơn lại chính là người giành chiến thắng. Các cầu thủ Liverpool không ngần ngại khẳng định Real Madrid thắng không thuyết phục. Nhưng bản thân các cầu thủ của bầy kèn kèn cũng chẳng mảy may đến những lời nói đó biệt phía Liverpool, vì họ hiểu rằng trong một trận chiến, lời nói thật luôn là lời của kẻ chiến thắng. Sự cay đắng đâu chỉ dừng lại ở đó, và chúng ta phải kể đến thời gian trước. Los Blancos đã từng hạ gục Liverpool ở tứ kết mùa giải 2020-2021 ở tỷ số 3-1 ở lượt đi và không đều ở lượt về. Ngoài hai mùa giải liên tiếp nói trên, có người hâm mộ nào có thể quên được trận chung kết Champions League năm 2018, nơi mà Real Madrid đánh bại Liverpool 3-1. Cú níu tay Salah của Ramos dường như vẫn khiến người bên kia nước Anh ám ảnh mỗi khi đối đầu với bầy kèn kèn. Và sẽ không qua khi khẳng định một điều rằng Real Madrid chính là đối thủ mà lữ đoàn đỏ ngán ngại nhất tại châu Âu lúc này. Thế nhưng ngán ngại là một chuyện, còn chuyện thi đấu hết mình vẫn là một khía cạnh khác. Đối với Jurgen Klopp, trong bộ tư điển của ông không có từ sợ hãi, và ông cũng đã thấm nhuần cái tư tưởng ấy cho đội bóng của mình. Nhưng có một thực tế mà có lẽ chiến lược gia người Đức phải chấp nhận là đội bóng của ông lúc này đang gặp quá nhiều vấn đề, đặc biệt là về phong độ. Trong năm trận đấu gần nhất, lữ đoàn đỏ chỉ kiếm được vỏn vẹn 7 điểm. Đó chắc chắn không phải là con số dành cho đội bóng tầm cỡ như Liverpool. Và đồng thời số điểm này cũng cho thấy được một thực trạng đáng báo động về cách các học trò Jurgen Klopp đang chơi bóng. Không chỉ không giành được chiến thắng trước các đội bóng tầm cỡ như Chelsea, mà thậm chí ghi đầu với những đội bóng bị đánh giá yếu hơn rất nhiều như Wolverhampton và Brighton. Giờ Klopp còn cho thấy mình tệ hơn những gì mình người hâm mộ có thể tưởng tượng. Vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng lúc này đã phản ánh rất rõ nét điều đó. Từ một đội bóng với vị thế là á quân của giải đấu, giờ đây Liverpool đã kém xa đội bảng Arsenal tới 19 điểm. Hay thực tế nhất là ở vị trí top 4, lữ đoàn đỏ lúc này cũng đã bị bỏ xa tới 7 điểm. Rõ ràng mùa giải của Klopp các học trò tại Premier League xem như đã hết. Ngay cả cơ hội vào top 4 lúc này cũng là điều chẳng ai dám đảm bảo. Vì thế, cứu tinh của đội bóng sở Anfield chỉ còn nằm lại tại giải đấu danh giá nhất châu Âu. Nói đi cũng phải nói lại, trước thềm trận đại chiến với nhà đương kim vô địch, Liverpool cũng đã bắt đầu cho thấy những dấu hiệu của sự trở lại khi đã giành liên tiếp 2 chiến thắng thuyết phục. Đó chính là cơ sở để thầy Jurgen Klopp hướng đến trận đấu tiếp đón Real Madrid một cách tự tin nhất. Đúng là Liverpool bắt đầu có dấu hiệu hồi phục về mặt phong độ, nhưng Real Madrid chắc chắn là thử thách khắc nghiệt hơn nhiều so với Everton hay Newcastle. Phong độ của bầy kèn kèn dù không thực sự khủng khiếp như mùa giải trước, nhưng hiện tại họ vẫn được đánh giá cao hơn thầy trò Jurgen Klopp. Trong 5 trận đấu gần đây nhất của mình, Real Madrid đã giành được 4 chiến thắng. Điều đó chứng minh một điều rằng Ancelotti của các học trò của ông vẫn biết cách làm thế nào để kiếm được 3 điểm trong một trận đấu, chứ không loay hoay xoay vòng khủng hoảng như là Klopp. Trên bảng xếp hạng La Liga lúc này, Real cũng đang xây chắc cho mình vị trí thứ hai với 51 điểm. Số điểm này giúp kèn kèn tạo khoảng cách an toàn với đội bám đuổi phía sau tới 8 điểm. Tuy nhiên con đường của họ tiến đến việc phế truất Barca cũng dài không kém. Vì thế gần như thầy trò Ancelotti sẽ đặt quyết tâm cao nhất ở đấu trường C1 để mang về danh hiệu ở mùa giải năm nay. Thứ đáng sợ nhất của Real Madrid lúc này là sự thực dụng và già dơ của họ. Dù ở bất kỳ thời điểm nào đi chăng nữa, dù có đang đạt đỉnh cao phong độ hay không, chiến lược gia người Ý vẫn biết cách để biến đội bóng của ông trở thành một đội bóng khó bị đánh bại bậc nhất lục địa già. Đặc biệt là trong bối cảnh hàng công Liverpool đang thiếu đi sự sắc bén và chân sút chủ lực Mohamed Salah đang có phong độ thiếu ổn định. Với lữ đoàn đỏ muốn xuyên phá hàng phòng ngự của Real vốn đã khó
nay là càng thêm khó hơn. Theo một thống kê, Real Madrid đã giữ sạch lưới ở 3 trận làm khách của Liverpool gần nhất. Thực tế trên, cộng với việc hai trận đấu gần nhất giữa hai đội đều có dưới 3 bàn là cơ sở để dự đoán trận đấu tới sẽ có ít bàn thắng. Và điều này hoàn toàn có lợi cho bầy kèn kèn. Bởi nếu hòa được Liverpool ngay chính trên cầu trường rực lửa của họ, sẽ tạo nên một tiền đề rất lớn để Ancelotti tính toán ở trận đấu lượt về tại Santiago Bernabeu. Nói về tình hình nhân sự của hai tập thể này, thời điểm hiện tại cả Real và Liverpool đều đang có rất nhiều ngôi sao phải làm bạn với dịch bệnh. Với đội chủ nhà, dường như hai cái tên gồm Arthur và Ramsey chắc chắn sẽ không thể ra sân vì còn đang quằn mình với chấn thương. Ngoài ra, trung vệ quan trọng của đội bóng là Konate cũng không chắc có thể thi đấu vì vấn đề thể lực. Bên phía kèn kèn, vấn đề của họ còn lớn hơn rất nhiều khi sát thủ số 1 mùa giải trước là Benzema sẽ chắc chắn không thể ra sân. Toni Kroos, người từng có rất nhiều lần gieo sầu cho The Cop, cũng sẽ khó lòng xuất hiện tại Anfield. Và cuối cùng là Tchouaméni cũng sẽ vắng mặt do chấn thương. Có thể thấy rằng Real Madrid dường như đã mất đi một khung tốt nhất của mình trước trận đấu then chốt với Lữ đoàn đỏ trong 2 ngày tới. Và giờ đây, người ta chỉ còn biết trông chờ vào tài liệu cơm gấp mắm vốn đã từng làm nên tên tuổi của Ancelotti. Dựa vào tình hình đó, có thể dễ dàng dự đoán được đội hình xuất phát của hai đội bóng tại trận cầu tấp điểm này. Với Liverpool, họ chắc chắn sẽ ra sân với sơ đồ 4-3-3 quen thuộc. Trong đó Alisson Becker là cái tên chắc suất ở vị trí gác nền. Phía trên anh là bộ tứ vệ gồm Van Dijk, Matip đá ở vị trí trung vệ. Bộ đôi cánh quen thuộc Alexander-Arnold và Robertson cũng sẽ được ra sân ngay từ đầu. Nơi trung tuyến, Klopp sẽ có sử dụng bộ ba Henderson, Thiago và Elliot. Trên hàng công thì đồng thời cũng là nơi đau đầu nhất của Liverpool với sự hiện diện của Salah bên phía cánh phải, phía đối diện là Diaz và trên cao nhất trên hàng công là con hàng đắt giá Darwin Núñez. Bên phía đội khách, với một người cẩn trọng như Ancelotti, có lẽ ông sẽ không muốn thay đổi quá nhiều. Ở vị trí gác đền là Thibaut Courtois, bộ tứ vệ gồm Alaba và Militao trở về trò trung vệ. Đôi cánh sẽ là sự hiện diện của Dani Carvajal, nơi hành lang cánh phải, và Mendy ở phía đối diện. Tam tấu Modric, Van Verde và Camavinga sẽ là những người đảm nhận vai trò điều tiết nơi tuyến giữa. Trên hàng công, Ancelotti lúc này có rất ít sự lựa chọn. Vì thế nhiều khả năng Rodrigo sẽ đóng vai trò trên cao nhất trong bộ ba tấn công. Trên bên cạnh anh là Vinicius hay là cánh trái và Asensio ở cánh đối diện. Rõ ràng với chứng ấy, chứng tích lịch sử cùng với kịch bản cay đắng mà Liverpool phải hứng chịu trong suốt những năm qua đã làm cho kèo đấu giữa hai đội sắp tới đây thêm phần kịch tính. Nhưng dù sao thì đây vẫn không phải là kết quả bốc thăm mong đợi cho Liverpool khi họ đang trải qua mùa giải thất thường tại Ngoại hạng Anh. Dù được chơi trên chính sân nhà Anfield, nhưng thực tế mà nói, nỗi sợ mang tên Real Madrid vẫn đang trực chờ trong tâm trí Lữ đoàn đỏ. Cộng với phong độ hiện tại thì việc đội bóng chủ nhà giành được chiến thắng trước tập thể Hoàng gia Tây Ban Nha có lẽ còn khó hơn họ muốn leo top 4 thời điểm này. Nhưng tại Champions League, mọi kịch bản điên rồi đều có thể xảy ra. Và biết đâu đó trong một ngày đẹp trời, Liverpool lại ca khúc khải hoàn ngay chính sân nhà của mình. Khi bóng chưa lăn, mọi thứ đều chỉ dừng ở mức dự đoán. Và chúng ta hãy cùng chờ xem liệu kết quả nào sẽ thực sự tới ở trận cầu vào ngày 22 tháng 2 sắp tới nhé.